Dạ em chào chị Minh Yêu, cô chú Minh Hương của em. Dạ hiện tại là buổi chiều hôm nay, chiều thứ bảy ở dự án Phai Tây Eco City, thành phố sinh thái năm sao. Dạ hiện tại là em đang ngồi ở trên mặt tiền đường Đinh Đức Thị nối dài với đường 826 trước cái dãy Nasaki Shop House nè anh chị. Nhìn đã không anh chị? Trước dãy Nasaki Shop House 23 trang Shop House mặt tiền đang được vô hoàn thiện từ đây. Hiện tại là em đang ngồi trên nền đá nè anh chị, nên nền đá bình quá. Ngồi hổm giờ nhìn mấy căn này đẹp quá, lớp dách hết mấy cái quần rồi anh chị. Mặt tiền ngày nay bữa nay em ra đây quay cho anh chị dùng cho chú mình coi cái cảnh ở ngoài thì ngày nào cũng quay ghiền lắm chị. Bữa nay đi lại coi mấy anh đổ bùn qua đâu anh chị thấy đường ngoài đây lộng đảo anh chị. Ngân hàng đang hoàn thiện rồi, cà phê cà pháo đồ đây, siêu thị rồi nữa, hai căn nữa anh chị, nhìn rộng dữ lắm á. Ở đây bắt đầu hôm giờ mua sắt rồi anh chị, rồi bắt đầu đổ bùn qua, đổ bùn qua cho hai cây kia chỉnh lại. Ở đây buồn qua rồi, để đi vào đây đi, vô coi luôn ha anh chị. Ở đây mình có cây sọp, đợt này không biết chơi cây thông, mình chơi cây sọp Noel luôn anh chị, bự lắm. Bữa nay mây nhiều, bữa nay trời mây nhiều. Nhìn mấy cái trang bia công viên rừng Nhật rồi đẹp quá anh chị. Cái này mới lên thành phố rồi đó. Còn ở đây là mình có mấy cây. Mấy cây này đang được hổm giờ đang được bưu sắt hổm giờ anh chị, làm như cái bùn qua mà mình ngồi được đó. Rồi giờ đang đổ bê tông để mốt mình về đây mình ngồi, rồi mình chụp hình đâu. Mình đi vòng vòng, mình ngắm cảnh, mình chụp hình đã mệt, ghế bữa nay ngồi ở đây mốt lót đá luôn. Ồ nắng lên rồi anh chị. Cái này mình ngồi mới đẹp cái này anh chị, ngồi ngay cái sọt bự lắm, ngồi xung quanh điểm nhấn đó. Còn đây là mình nhìn qua ngoài đường, đường 826. Đây chủ yếu bữa nay ra đây ra đây quay phim cho anh chị, là chủ yếu là giới thiệu cho anh chị là bữa nay là ở dự án của mình là bắt đầu trang trí đèn rồi anh chị, trang trí đèn chị Noel vui đón Tết. Hiện tại là đang quấn hàng vào. Đang quấn hàng vào vào đây. Chắc là thâu đêm suốt sáng mười mấy ngày đêm để thắp sáng dự án Phai Tây luôn. Đèn đuốc đồ thì dàn đèn này chơi được 6 tháng rồi anh chị. Đợt này là chủ tịch tài trợ đó, kinh phí lên đến hơn 1.000 triệu đồng. Bên kia thì mấy cây xúc đã được trang trí rồi anh chị. Đây, sao điện thoại nó rung quá anh chị ơi. Đồ nghề chở xuống đèn đuốc, đồ chở xuống nhiều lắm anh chị. Đó. Ở đây đợt này trang trí khác năm trước mà cũng nhiều lắm. Mấy cái này là mình vô cái đèn này là đèn màu xanh.
chơi được 6 tháng rồi. Hộ rung quá, em sợ nó sụp quá. Dạ. Nó giờ bữa nay là mình đã bắt đầu trang trí rồi. Ôi dung dung. À, bên đây có 5 ngôi sao nữa anh chị. 5 ngôi sao hiện tại là chuẩn bị được cắt bẻ lại, trang trí vô chắc lá màu tím. Ở đây cũng bóng đèn rồi. Rồi điện thoại mới sập nguồn xong anh chị. Thì chỉnh lại cái. À, thì bữa nay là trang trí từ cái cổng này ra ngoài tới bờ hồ Cánh Sơn luôn. Đèn đuốc trên cây đồ nhiều lắm. Trang trí đèn và thử đèn nữa. Vui lắm anh chị. Không biết sao điện thoại em nó rung hoài vậy. Chạy ta cảnh không được. À, bên đây hiện tại đang mình trang trí cho cây phúc. Lung linh luôn. Đã làm gì? Quấn lên màu xanh. Đèn xanh. Đèn xanh với mấy căn xuất hao nữa. Cái giải trong đó mà làm kịp tép đồ này nọ, đèn đuốc đồ nọ, khu vườn nhật lung linh lắm anh chị. Rồi thôi đem chạy tạm tạm vô. Trời bữa nay mây dày gợn gợn sáng anh chị thấy đã anh chị. Đó mấy năm trước là trang trí hai bên đây luôn, chỗ nào có cây là phủ hết luôn, đã lắm. Rồi này có cái căn shop house này buổi chiều phải có gì món anh chị. Tổng có 4-5 cái đèn dội lên, đèn hắt. Đây có cái cửa đi vô mà chưa bắt cửa. Đã quá. Ở trong giải phút lý riêng và sai đã quá anh chị. Trời có nắng, nơi này có nắng, trời nhìn có nắng nhìn đẹp quá. Rồi đây có gì. Ồ có cái đèn lồng. Có đèn ngồi ở đây, ngồi ở đây giờ khách nước ngoài vô nói tiếng Anh nữa anh vậy hay lên bây giờ. Ở đây thì em thấy mấy anh đang ngồi cũng cắt lại bông chiều tím. À, bữa nay thì cái cây đầu lông. Cây đầu lông lụng lá mua hết rồi chị. Thay lá và đón Noel với chơi Tết. Nhìn này lên mới đã làm gì. Rồi đi vô đường Xuân Hồng. Xuân Hồng là đường D16. Anh chị thấy nắng buổi chiều nó xuyên xuyên quá anh chị. Những tia nắng xuyên qua những hàng cây bóng ngã xuống.
ở đây. Rồi thì cái cổng A làm xong rồi, giờ tới cổng B. Cổng B cũng gắn đèn xong xuôi hết rồi anh chị. Rồi lại là do tiếp tục bên kia nè. À, ở đây có bát đèn tập thể dục. tập thể dục. Nhìn cái màu xanh này đã quá, xanh của thiên nhiên ạ, xanh phai ta. Để em đi lại đây coi mấy chị nhổ cỏ tới đâu rồi anh chị. Nhổ cỏ trên chục đường, sáng đi đường đi đêm 15, giờ đi đường đêm 14 đi. Đường Xuân Kiên, đường này trồng rất là nhiều cây móng bò. Chị thấy đường này nhìn ra ngoài shop house, cái dải này cũng rất là đẹp. Cỏ này hởm chắc cũng khoảng 2 tầng á chị, 2 tầng. 2 tầng là bắt đầu nhổ lại. Rồi lại là ra giải shop house tiếp rồi. Shop house thì nãy em thấy như đang thử đèn á, thử cây đèn. Nasaki shop house, kính chào quý khách. Giờ còn cá ngon hành chị. Một tròn Nasaki shop house, kính chào quý khách. Ở trong đây cũng lên đá hết hành chị, mốt đây cái nền bê tông này cũng lót đá luôn. Shop house 2 mặt tiền hết, dành trên chỉ cô chú mình kinh doanh. Rồi thôi đi ra. Rồi thôi em đi chụp đường D13. D13 xưng này xưng Kiên, xưng Vinh, này xưng xưng Minh. Hôm nay thứ bảy, thứ bảy thì hôm nay cũng có anh chị với cô chú mình về thăm đất rồi, cũng vui anh chị. Lâu quá rồi không về thấy lạ quá, cái dự án thay đổi nhiều quá. Giờ tới trục đường D18 mới lọc đó anh chị.
view mây trời, mây xanh, cây xanh, nắng vàng. Rồi ra tới bờ hồ Bánh Sen. Hiện tại là ở đây là em chưa hình dung ra mô hình gì luôn. Ở trên cũng không biết ra hình gì nữa, thì cũng cào hổm giờ, cào qua cào lợi hổm giờ cũng được 4 ngày rồi. Ông vẫn cứ lái chăm chỉ ngồi cào, họ đang ngồi coi bản vẽ. Bông tới bông rồi, bông này là bông sò đỏ cam và bông màu cam kết hợp với mây trời nắng vàng ra một cái tông màu rất là đẹp. Ồ, rồi cây sợp này ra cái lá giống như cây phong lá đỏ vậy anh chị. Đổ quét luôn. Rồi em lại ra tới đường đại lộ Nam Phương. Tới đây thì em thấy một chị đang ngồi cầm cây dao liềm, ngồi có một cọng cỏ nào nhổ cọng cỏ đó. Đâu có thấy nhổ cỏ, thấy nhổ cỏ chuyên nghiệp quá. À, bên đây cũng có một chị đang ngồi nhổ cỏ. Nắng vàng đẹp quá anh chị ơi, nắng vàng mây xanh đẹp quá. Giờ không biết kiếm gì quay cho anh chị cô chú mình coi nữa thôi. Nắng thì có nắng, mệt có mệt, nhưng mà thích lắm chị. Mời khuyên cho anh chị với cô chú coi thích lắm. Qua đường Mỹ Tân thì em thấy anh đang kéo đường dây điện tạm cho anh chị về xây nhà. Ok. Nhìn trời đã không anh chị. Đó, để em đậu lại cái hồ Bánh Sen cái em bơ qua bơ lại cho anh chị mình coi cái chiếc cu be bé tí này đào gần 4 ngày rồi. Này chắc cũng kịp, mà nếu kịp Tết này ở đây mình cũng có thêm một cái công viên anh chị. Ngoài công viên Nhật Bản thì trong đây mình có công viên hồ Bánh Sen. Ở trên thì em bỏ máy quay cũng chưa ra hình. Em cào vậy nè. Rồi, thôi. Tới đây thôi em về em đi. Hết rồi. Hết cái mới rồi.
Dạ thôi, dạ bữa nay em xin kết thúc cái đoạn video ngắn của em ở đây. Nếu còn mai có gì mới không em quay cho anh chị với cô chú mình coi chơi. Dạ thôi, em xin cảm ơn anh chị cô chú rất là nhiều. Tắt máy.